Đây là một trong những cái cách trả lời bài tập của Bảo Ân. Mỗi khi mà cô gia sư cô dạy vào buổi tối thì tuần thì một tuần thì Bảo Ân học mấy buổi? Hai buổi. Có tuần hai buổi, có buổi ba buổi. Thì cũng chia sẻ với mọi người là cái cách học của Bảo Ân đấy là học qua mạng thôi, học gia sư trực tiếp qua Zoom vào các buổi tối. Thì sau đó thì cô sẽ ra những phần bài tập và Bảo Ân sẽ hoàn thiện bài tập cho cô và gửi cho cô. Thì với nhân dịp làm các cái video cho Bảo Ân đợt này trên kênh thì mẹ Bảo Ân sẽ đưa luôn lên đây. Và cũng mong là cô Ánh sẽ qua lại cái kênh của mẹ Bảo Ân để kiểm tra bài cho con luôn ở kênh này giúp cho mẹ Bảo Ân nhé. Cái kênh cũ của con thì mẹ Bảo Ân sẽ không đưa lên nữa. Cho nên mẹ Bảo Ân sẽ đưa những cái video đấy lên cái kênh của mẹ Bảo Ân. Thì mong là cô sẽ chuyển sang bên kênh này để cô kiểm tra bài giúp cho con. Và trước tiên là mẹ Bảo Ân cũng xin nói lời cảm ơn tới cô Ánh, thầy Tùng, những người mà đã đồng hành giúp đỡ con rất nhiều trong cái sự ham mê yêu thích tiếng Anh. Bởi vì mẹ thì thật sự là mẹ không có năng khiếu, không có giỏi giang gì về cái môn tiếng Anh, nên đã nhờ được thầy Tùng và cô Ánh rất là tâm huyết với con. Và bây giờ thì con có thể bắt đầu đi. Ok. Hôm nay chúng ta sẽ học hai topic là 11 và 14. 12, 13 thì mình xin nói luôn là 13 thì nó quá dễ rồi. Nên là nếu mà các bạn nếu mà hỏi mình là 13 ấy thì tí nữa mình sẽ thuyết trình cho các bạn xem nhá. Ok. Còn hôm nay thì mình sẽ chủ yếu là topic cho mình 11, 14. Bỏ cái que ra và con thuyết trình luôn. Đứng ngồi vào màn hình đi. Hello, Daddy. I am Bảo Hân. I am living in Hà Nội City cũng được nha các bạn nhé. I am going to talk about my favorite color today. My favorite color is blue. Nếu mà các bạn thích pink hay red hay blue hay là yellow, orange, green, các bạn tùy các bạn nhá, cũng không phải là mình là blue đâu, mình thích blue rồi. Ok. There are many things in blue, my book blue and pen blue. Thank you very much for watching. Friend, have a good day. Dịch luôn đi con. Hello, ba đình nhân, xin chào tất cả luôn. Em Bảo Hân, các bạn thay cái từ này bằng cái tên bạn thôi. Ok. Em Bảo Hân nghĩa là tôi tên là Bảo Hân. Tôi đến từ Hà Nội. Tôi đang học tại trường tiểu học Đỗ Thị Sài Gòn. Tôi rất yêu trường của tôi. I love school. Hình như đoạn này có quên. Hình như đoạn này có quên sao. Quên tí nữa cô Ánh sẽ xử lý. Tiếp tục đi. Tiếp theo là hôm nay tôi sẽ nói về màu yêu thích của tôi. My favorite color is blue. Yeah, tôi thích màu xanh nước biển. There are many things in blue. My book blue and my pen blue. Nghĩa là tôi có rất nhiều thứ có màu xanh nước biển như cuốn sách có màu xanh nước biển và một chiếc bút có gì nhỉ, bút bi có màu xanh nước biển ha. Then
That's everything. Thank you very much for watching, friends. Have a good day. Cảm ơn rất cảm ơn bạn đã xem video này. Chúc bạn một ngày tốt này. Ok. Tiếp theo chủ đề 14. Topic 11. Learning English. What up everybody? Do you love learning English? For me, I love learning English. I learning English about 2 hours a day. I usually reading book hoặc là bạn có thể là bạn read comics, watching TV, listen music. And learning English. English is very important for my future. Thank you very much for watching this video. Cuối nữa. Cũng không biết mình sai cái gì đúng không? Vâng. Bây giờ con đọc lại từ đầu, từ trên xuống dưới một cách diễn cảm xem nào. Và chuẩn xác để cho. Cái này. Không có chữ dịch mà. À thế à? Chữ dịch tiếp đi, xin lỗi. Dạ. Sorry. Xin chào. Chào các bạn. Bạn có yêu. Cái gì đây? Bạn có stop. Yêu. Topic 14 là gì? Learning English con giải ra chưa nhỉ? Chưa. Thế là học tiếng Anh. Bạn có yêu học tiếng Anh không? Nếu mà tôi thì tôi rất yêu tiếng Anh. Ừ. Tôi học tiếng Anh mỗi ngày là 2 tiếng trong một ngày. Ấy rồi thì tôi thường hay đọc sách. Để học tiếng Anh hoặc là bạn có thể là học truyện tranh bằng tiếng Anh này, xem TV bằng tiếng Anh này, nghe nhạc bằng tiếng Anh này. Ok. Tiếng Anh vô cùng là quan trọng vô cùng ấy trong tương lai. Ok. Quan trọng vô cùng trong tương lai. Cảm ơn bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, bây giờ con có thể đọc một loạt từ trên xuống dưới. Tức là từ topic 1 nói liên tục. Topic 11. My favorite color. Hello building. I am Bảo Hân. I am living in Hà Nội City. I am studying at Sidon Open Primary School. I love school. I am going to talk about my favorite color today. My favorite color is blue. There many things in blue, my book blue and pen blue. That anything, thank you very much for watching, friend. Have a good day. Topic 14. Learning English. What up everybody? Do you love learning English? For me, I love learning English. I learning English about 2 hours a day. I usually reading book. English is reading book. Learning English. English is very important for my future. Thank you very much for watching this video. See you again. Trong cái bài này thì con thấy muốn nói với thầy Tùng và cô Ánh cái khó khăn gì của con. Con muốn nói với thầy cô cái khó khăn gì của con ở đây. Con thấy hai cái topic này con thấy cái gì khó khăn? Yeah. Luyện mãi à.
Nên máy không đọc được hay là như thế nào? Nên máy nó không đọc đúng. Con ấy đọc chuẩn hơn. À, con ấy đọc chuẩn hơn là còn gì nữa? Tiếp là... Cái này của anh chị mẹ nào nhá? Cái studying nha. Mẹ đọc đúng không? Mẹ đọc sai? Mẹ đọc đúng. Bây giờ mẹ đọc thử xem nào. Studying. Studying đọc được đâu chúng mày? Mẹ không đọc được. Đọc nha. Mẹ không đọc được. Mẹ không đọc được. Mẹ chỉ nhớ được, mẹ chỉ đọc được cơ bản ở đây là I am Bảo Hân, I am... mẹ không biết chỗ kia. I am living in Hà Nội City. I am studying at Sài Đồng Open Family. I love school. I am going to take about my to talk about my rồi mẹ không đọc được. Đến đoạn dưới thì mẹ chịu luôn rồi, không đọc được chút nào hết. Mặc dù mà mẹ rất chăm chỉ học cùng với Bảo Ân nhưng mà mẹ thua. Cái này này mẹ đọc được gì? Cái này mẹ hay đọc mà. Thank you very much for watching the video. See you again. Nào bây giờ con còn có cái gì mà cảm thấy là không khó khăn trong hai cái video này để truyền đến cô và thầy nữa không? Để cô thầy giờ giúp con được không? Khó nhất là hai cái đấy hả? Và tự con, tự con đi, con tự đánh giá xem là cái bài này của con. Con đã tự tin là được nó khoảng, nếu con tự chấm điểm cho con tự tin được khoảng bao nhiêu? Khả năng của... Ừ, cao thế à? Đúng là học sinh Thầy Tùng. Học sinh Thầy Tùng của anh độ tự tin rất cao. Sư hai mũi còn gì? À thế à? Rồi ok. Cả điểm. Học tiếng Anh tự tin là số 1 đã đúng không ạ? Tự tin nhưng mà tự tin một cách hơi thầy quá hay sao ấy? Quá. 9 điểm là không được đấy rồi. À rồi ok. 9 điểm là thế nào? Chào thầy cô nào. Ôi chào cô anh, chào thầy Tùng. Cảm ơn nha.